Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay, em gửi tới mọi người một video về những kỹ năng lái xe khi trời mưa to gió lớn. Như chúng ta đã biết, hiện nay tại khu vực miền Bắc, miền Trung nước ta đang có những diễn biến phức tạp của mưa bão cũng như áp thấp nhiệt đới. Đây cũng là hiện tượng tự nhiên hàng năm của nước ta vào tầm trung của tháng 9 dương lịch sẽ bước vào mùa mưa. Sau đây, em xin gửi tới mọi người một số thông tin cần lưu tâm khi di chuyển ô tô trời mưa bão. Thứ nhất, nên theo dõi thời tiết lựa chọn cung đường đi đầu tiên. Trước khi bắt đầu một chuyến đi, anh em lên theo dõi thời tiết hàng ngày, nắm rõ các cung đường dễ bị ngập lụt trên các hành trình di chuyển. Việc nắm rõ các cung đường ngập lụt tắc đường luôn là lựa chọn hàng đầu cho anh em lái xe. Thứ hai là kiểm tra hệ thống an toàn trên xe trước khi di chuyển. Trên các cung đường, tài xế nên kiểm tra hệ thống phanh, lốp, đèn xe trước sau và cần gạt nước của xe xem có còn hoạt động tốt không. Anh em lên cần thay gạt mưa cho xe ít nhất một lần trên một năm và thay lốp mới sau 40-50.000 km. Bên cạnh đó, lái xe cũng lên bảo dưỡng định kỳ các bộ phận khác của xe sẽ giúp lái xe không bị lâm vào tình cảnh đứng giữa đường chờ cứu hộ thứ ba là đi chậm giữ khoảng cách an toàn với các xe phía trước và phía sau khi đi giữa trời mưa bão tài xế nên giữ tốc độ và khoảng cách an toàn đối với những xe di chuyển phía trước tiếp theo là tài xế lên đi chậm hơn so với tốc độ di chuyển thông thường vì trời mưa sẽ giảm tầm nhìn của tài xế nên việc đi chậm lại cũng sẽ giúp tài xế xử lý các tình huống xảy ra trên đường một cách tốt hơn khi tài xế di chuyển trên đường cần giữ khoảng cách đối với các xe phía trước khi trời đang mưa vì đường dễ trơn trượt các tình huống xảy ra ngoài dự đoán hoàn toàn có thể. Bật đèn pha, một số lưu ý cho anh em tài xế Khi di si chuyển vào thời tiết mưa gió lên bật đèn pha của xe. Việc bật đèn pha sẽ giúp xe đối diện quan sát dễ hơn cũng như những xe chạy ngược chiều. Thứ năm là lưu ý là anh em tránh đi sát xe tải và xe bus, xe khách. Việc đi cách xa xe tải, xe khách, xe bus sẽ giúp cho tài xế khỏi bị tạt nước vào kính chắn gió, dễ giảm tầm nhìn. Thứ sáu là tránh phanh gấp trong điều kiện thời tiết đường trơn trượt, tài xế tránh không được phanh gấp đặc biệt khi không được trang bị hệ thống phanh ABS. Bên cạnh đó, tài xế cũng không được dùng phanh tay khi xe trượt. Nếu xe phanh gấp trong điều kiện thời tiết mưa gió sẽ rất nguy hiểm và rất dễ bị những xe sau va chạm và việc đi chậm sẽ giúp tài xế giảm thiểu được việc phanh gấp khi thời tiết đường xá không thuận lợi. Thứ tám là quan sát xe đi trước, lựa chọn làn xe ở giữa, làn xe giữa thường là làn xe có vị trí cao nhất, trong khi đó hai làn bên thường sẽ có một số chỗ có hiện tượng trũng. Việc quan sát và đi theo xe trước tại làn giữa sẽ giúp cho lái xe tránh được những rủi ro không đáng có. Thứ chín là điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh. Trời mưa sẽ khiến nhiệt độ bên ngoài và bên trong có một sự chênh lệch, gây ra hiện tượng mờ kính. Lên tài xế cần điều chỉnh điều hòa nhiệt độ bên trong xe để cân bằng giữa nhiệt độ ngoài trời và bên trong xe. Như vậy, sương, sương mờ trên kính sẽ biến mất giúp tài xế cải thiện tầm quan sát tránh được va chạm không đáng có. Thứ 10 là lưu những cái số điện thoại cứu hộ cần thiết. Khi tài xế di chuyển trên cung đường Quốc lộ cao tốc thì thường hay thấy những tấm biển nơi ghi số điện thoại cứu hộ khẩn cấp, tài xế nên lưu lại để phòng tránh có những sự cố không may trên đường xảy ra. Tài xế có thể hoàn toàn gọi được cho cứu hộ sớm nhất, gần nhất. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Em mong rằng những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp ích một phần nào đó cho anh em khi lái xe trời mưa bão này. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.